Vâng ạ, tiếp tục lại là một ca chị chàm đen ở vùng trán và vùng đầu đúng không ạ, chuyên gia Bích Lê? Đúng rồi, hôm nay của anh tới là buổi đầu tiên anh ở Thường Tín. Thì cái vị trí chàm của anh là nó đổ toàn bộ là khu vực phần thái dương này, đi lên phần trán, đỉnh đầu và phủ phần mắt này, phần mắt bên trái các bạn nhé. Đây, và vùng tai này. Chàm của anh thì là chàm xanh đen. Đấy, các bạn nhìn thấy là nó rất là sâu. Dạ. Và với cái tình trạng chàm như này thì thẩm mỹ OIO đã chỉ định là sử dụng công nghệ gì ạ? Đối với chàm xanh đen này thì tại OIO thì chúng tôi đang sử dụng phương pháp cùng với máy là Biconil 450. Dạ, sử dụng bức sóng ngắn để điều trị. Dạ vâng ạ. Và hôm nay là buổi đầu tiên đúng không ạ? Mời chuyên gia tiếp tục ạ. Vâng, mới là buổi đầu tiên nhưng mà cái mức độ tương tác và đáp ứng với laser cũng đã rất là tốt rồi đúng không ạ? Đúng rồi. Và anh ơi, em xin phép được hỏi anh là trong quá trình mình làm thì anh có cảm nhận như thế nào ạ? Tức là cảm nhận về cái gì? Dạ vâng, tức là cái cảm giác của anh có cảm thấy đau rát hay khó chịu gì không ạ? À, cũng bình thường, dễ chịu. À, dạ vâng. Bởi vì là rất là nhiều khách hàng của thẩm mỹ OIO quan tâm đến dịch vụ chị chàm bớt thì cũng lo lắng là sẽ mang lại cái cảm giác đau rát hoặc là khó chịu ấy ạ. Nhưng mà có chia sẻ của anh như thế này thì chắc chắn là khách hàng sẽ yên tâm hơn rất là nhiều ạ. Vâng, và với cái công nghệ Piconil 450 này thì sẽ tác động trực tiếp vào cái phần cấu trúc của vết chàm. Những cái vết chàm màu xanh đen thì là sẽ tương tác rất là tốt quý vị nha. Và khi mà laser tác động vào thì sẽ giúp phá vỡ cái cấu trúc vết chàm ở bên trong và làm phân mảnh nó ra. Sau đó là sẽ đào thải trực tiếp qua cái hệ bạch huyết của cơ thể qua những cái hoạt động sinh hoạt thường ngày. Chính vì thế mà sau khi mà điều trị xong thì chuyên gia của thẩm mỹ OIO thường khuyên các quý vị khách hàng là chúng ta sẽ uống thật nhiều nước và vận động cơ thể thật nhiều để làm sao tăng cái quá trình mà đào thải phần hắc sắc tố ra bên ngoài nhanh nhất và đạt được cái hiệu quả điều trị chàm bớt nhanh nhất ạ. Vâng, chuyên gia Bích Lê thân mến, là với cái tình trạng như của anh khách hàng của chúng ta ngày hôm nay thì chuyên gia có thể đánh giá là cái mức độ đáp ứng như thế nào và dự kiến cái liệu trình điều trị sẽ như thế nào ạ? Đối với cái tình trạng chàm này của anh thì nó là tình trạng phổ biến thôi, nhưng mà với cái nền da của anh thì rất là khỏe đấy, thế nên thì để mà dự kiến điều trị thì chúng ta sẽ điều trị trong vòng khoảng độ tầm 5 buổi là được rồi. Dạ vâng ạ, như vậy là 5 buổi thôi là chúng ta đã có thể nhìn thấy những cái kết quả cái tình trạng chàm này rồi đúng không ạ? Đúng rồi. Và sẽ trả lại cho anh một cái nền da nguyên bản, hoàn toàn sẽ không để lại một cái vết sẹo hay là một cái tình trạng xâm lấn nào lên cái làn da của mình quý vị nha. Vâng ạ, rất cảm ơn chuyên gia Bích Lê và cảm ơn anh khách hàng ngày hôm nay đã có những chia sẻ với khách hàng của thẩm mỹ OIO ạ. Và hẹn gặp lại quý vị trong những cái buổi livestream tiếp theo ạ.